Chào các bạn đến với video tiếp theo của City Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ quay và tặng máy hàn sao pin cho một bạn may mắn. Thì đây là bảng kết quả, có tất cả là 30 bạn tham dự. Mình sẽ share số điện thoại đi để bảo mật thông tin cho các bạn. Mình đã kiểm tra và không thấy có bạn nào trùng lặp. Và bây giờ thì mình sẽ tạo ô quay. Bắt đầu từ ô số 2 cho đến 30. Ok, và bây giờ thì mình sẽ quay. Như vậy là bạn may mắn là ở ô số 8. Chúng ta sẽ tìm xem số 8 là ai. Ở số 8 là bạn Nguyễn Tuấn Kha. Bạn Kha thì ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã là người may mắn nhận được chiếc máy hàn sao pin. Bên mình sẽ liên lạc và gửi quà tặng về cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.